ở vòng bảng đã chứng kiến những trận đấu cực kỳ hấp dẫn, cực kỳ sôi động. Đám đội bóng xuất sắc nhất họ đã bước vào vòng đấu tứ kết. Nhiệt liệt chào mừng hai đội bóng 8X Mai Động, 8X Đại Lâm về tham dự trận tứ kết dòng đá 198X tranh cúp H-Sport năm 2022. Quý vị khán giả hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho hai đội bóng sẽ ra trận trong trận tứ kết đầu tiên giải 198X mở rộng. Vâng, xin chào toàn thể những quý vị khán giả hâm mộ bóng đá. Trước mắt chúng ta sẽ là trận đấu tứ kết đầu tiên ở giải 198X tranh cúp H-Sport. Ngày hôm nay đó là cuộc đối đầu của các thủ Mai Động và 8X Đại Lâm. Và trước khi trận đấu diễn ra thì chúng tôi sẽ trân trọng kính mời các cầu thủ dự bị, ban lãnh đội của cả hai đội bóng chúng ta sẽ ngồi nuôi lại một chút về khu vực kỹ thuật của mình. Trong hiệp 1 này thì các thủ Mai Động họ sẽ là người ra bóng trước, vẫn bộ trang phục truyền thống cây đỏ, người sẽ bảo vệ khung thành phía bên tay phải. Còn các thủ 8X Đại Lâm áo đen trắng, xin lỗi, áo xanh trắng, áo xanh trắng rồi, xin lỗi tôi nhìn hơi nhầm một chút, họ sẽ là người bảo vệ khung thành phía bên tay trái. Đây là trận tứ kết đầu tiên. 8X Đại Lâm thì họ xếp ở vị trí thứ hai của bảng B sau trận chiến quyết định với 8X Ngọ Xá, trận chung kết ngược, và họ đã giành chiến thắng 2-0 để bước vào trận đấu này. Còn đối với các thủ 8X Mai Động, họ là đội bóng đứng đầu ở bảng A sau một chiến thắng trước 8X Đồng Kỵ và một trận hòa với 8X Ngọc Liên. Hiện tại thì trong đội hình của thủ 8X Mai Đồng, cầu thủ đang ghi được nhiều bàn thắng nhất tính tới thời điểm hiện tại của giải đấu này đó là Trương Đích, cầu thủ đeo số 7, đang có được 5 bàn. Đó là một mũi nhọn tấn công của cầu thủ 8X Mai Đồng trong trận đấu này. Và để tiện cho toàn thể quý vị khán giả dễ dàng theo dõi thì chúng ta cùng điểm qua đội hình xuất phát của 8X Mai Đồng ở trong trận đấu này. Ở trong khung gỗ vẫn là thủ thành Đàm Trung, đội trưởng Trương Đích đeo số 7, cầu thủ Đắc Luân số 6 chơi vị trí trung vệ, Thế Kỷ số 5 tiền vệ cánh trái, Nghiêm Chiến số 12, Hữu Trọng số 10 và Dương Thảo đeo số 3. Đây là Đắc Luân, đường chuyền không thành công. Còn bên phía các thủ Đại Lâm thì họ xuất phát với thủ thành đó là Văn Đặng, đội trưởng Văn Chính đeo số 3, cầu thủ Đăng Khoa số 18, Tây Nguyễn số 86, Trần Tây số 85, Tiến Việt đấu số 143 và Nít Su Đoàn đấu số 8. Trưởng đoàn của 8X Đại Lâm đó là anh Ngô Văn Được, người cũng đã có nhắc tới, gửi tới bình luận viên đó là nếu như 8X Đại Lâm giành chiến thắng trong trận này thì anh Ngô Văn Được sẽ thưởng nóng 1 triệu đồng. Đối với cao thủ 8X Mai Động, họ là đội bóng được đánh giá tương đối cao ở trận đấu này. Thì ở bảng đấu ở bảng A, đó là bảng xuất hiện của 8X Đồng Kỵ, 8X Ngọc Liên. Nhưng 8X Mai Động họ cũng đã xuất sắc để giành ngôi vị đầu bảng.
Đường chuyền rất hay. Đúng là ngày hôm nay thì Nitsu Đoàn người sẽ được tung vào sân và rất nguy hiểm và dứt điểm đó là Tiến Việt. Hai sự thay đổi người. Vâng, xin chào anh Nhung Phương, xin chào anh Dương Thanh, xin chào bình luận viên Gấu Vàng, xin chào toàn thể quý vị khán giả luôn theo dõi và luôn đồng hành cùng fanpage người chuyền lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Tốc độ của trận tứ kết 1 đang được hai đội đang đẩy lên tương đối là nhanh ở trận đấu này. 8X Đại Lâm họ vẫn đang cho thấy được một sự tự tin khi tiếp cận trận đấu này. Cái đối thủ của họ đó là 8X Mai Động. Không ai khác, người chơi cao nhất trên hàng công của cao thủ 8X Mai Đồng vẫn là Hữu Trọng. Và cặp đôi đã cặp đó là Trương Đích, Dương Thảo, người sẽ chơi vị trí tiền vệ trung tâm. Còn trong đội hình của Đại Lâm ngày hôm nay đã không có sự xuất hiện của rất nguy hiểm và ra chân trái của Thế Kỷ. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của cao thủ 8X Mai Đồng. Trong đội hình của Đại Lâm thì ngày hôm nay Quốc Viên đã không xuất phát mà nhường vị trí cho Văn Chính. Và có sự trở lại của Nitsu Đoàn, người sẽ chơi cao nhất trên hàng công của 8X Đại Lâm. Điều kiện chính trong trận đấu ngày hôm nay đó là hai trọng tài của ba trọng tài Yên Phong, trọng tài Đức Huấn và trọng tài Hiệp Đầu Hoa. Một quyết tâm rất cao với cả 8X Đại Lâm và 8X Mai Động. Đại Lâm thì thuộc xã Tam Đa, còn Mai Đồng thì họ thuộc thành phố Từ Sơn, phường Hương Mạc, thành phố Từ Sơn. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ gửi tới quý vị khán giả 40 trận đấu hấp dẫn nhất của giải Hương Mạc mở rộng, gồm 24 đội bóng tham dự. Ở giải đấu đó thì Đại Lâm cũng sẽ là một vị khách mời của Hương Mạc Open. Còn Mai Đồng thì họ là đội bóng hàng xóm với cao thủ Hương Mạc rồi. Họ rõ ràng họ sẽ có một suất để tham dự ở giải đấu đó. Đắc Luân. Đường chuyền của Đắc Luân hơi sâu. Vâng, xin cảm ơn khoảng 80 anh em đang theo dõi live trực tiếp qua fanpage của chúng tôi. Xin chào anh Tô Minh Hằng. Xin chào anh Duy Nhất. Xin chào anh Đông Duy Nhất. Xin chào Khang Minh, xin chào những quý vị khán giả. Chúc các bạn có được một trận đấu hấp dẫn, chiêm ngưỡng một trận đấu hay. 8X Đại Lâm vẫn đang cho thấy được quyết tâm, cho thấy được sự cố gắng. Ở giải đấu sân 11 Phú Xá mở rộng thì cao thủ Đại Lâm đó là những cầu thủ nòng cốt của FC Tam Đa. Nhưng ở giải đấu đó thì Tam Đa cũng đã không thành công. Và quyết tâm của 198X ở giải 198X Hotspot thì Tam Đa, xin lỗi Đại Lâm, họ đang cho thấy một quyết tâm rất cao nhập cuộc với sự tự tin. Dương Thảo. Đây là Thế Kỷ, người cũng đã có một siêu phẩm chân trái tuyệt vời ở trong trận đấu ra quân với các cầu thủ 8X Đồng Kỵ. Người luôn có một cái chân trái cực kỳ khéo léo và những pha ra chân là tuyệt vời. Đắc Luân như thường lệ vẫn chơi vị trí trung vệ của cầu thủ 8X Mai Động. Còn bên phía cầu thủ Đại Lâm đó là vị trí của Đăng Khoa. Ngày hôm nay Đăng Khoa sẽ được phân nhiệm vụ theo kèm Hữu Trọng. Còn bên hành lang cánh trái thì đó là sự chắc chắn tới từ Văn Chính. Văn Chính người sẽ theo kèm. Còn đã theo kèm Trương Đích. Đã có nôi. Tình huống đá và lên dành cho các thủ 8X Đại Lâm. Một đường chuyền dài vượt tuyến nhưng không có gì nguy hiểm. Bé Kỳ cũng, Thế Kỷ cũng đã nuôi về để hỗ trợ. Đích.
Bích Mai Đồng dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Đinh Đàm, họ vẫn đang cho thấy được một thế trận tấn công đầy biến chuyển và sự đa dạng. Dương Thảo người tiền vệ trung tâm thường xuyên đưa ra những tình huống chia bài lên phía trên dành cho Hữu Trọng và Trương Đích. Và như tôi cũng đã nói từ đầu trận, Trương Đích là một trong những cầu thủ đang có hiệu số ghi bàn khủng khiếp nhất ở mùa giải năm nay với 5 bàn thắng được ghi. Đó sẽ là một mũi nhọn tấn công mà với cao thủ 8X Đại Lâm họ sẽ phải thực sự là quan tâm đến Trương Đích, người luôn mang chiếc băng đội trưởng của 8X Mai Động. Tám X UMB cũng là một đội bóng tương đối mạnh với đội trưởng đó là anh Chất Bướm. Hiện tại thì anh Chất Bướm cũng đang theo dõi qua fanpage của chúng tôi. Dương Thảo với như thế trận như hiện tại, bình luận viên mạnh dạn dự đoán, mạnh dạn dự đoán trận đấu này sẽ có khoảng 3 bàn thắng. Để một bóng nguy hiểm, đường chuyền, bóng vẫn thuộc quyền kiểm soát của 8X Đại Lâm. Đó là nỗ lực đưa bóng vào của Tây Nguyên. Đưa bóng vào, đó là một tình huống mở cánh. Vâng, xin chào anh Chất Bướm ạ, xin chào anh Nguyễn Triền. Xin cảm ơn các anh luôn là người fan cứng của fanpage chúng tôi. Bóng chạm tay, một tình huống bóng chạm tay Văn Chính bên phía cao thủ 8X Đại Lâm. Bình luận viên dự đoán, mạnh dạn dự đoán trận đấu này sẽ có 3 bàn thắng. Còn không biết các quý vị khán giả sẽ dự đoán có bao nhiêu bàn thắng. Và chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về 8X Mai Động hay 8X Đại Lâm. Chúng ta hãy cùng dự đoán. Nếu các bạn cho rằng 8X Đại Lâm họ giành chiến thắng thì hãy gõ 1. 8X Mai Đồng giành chiến thắng hãy gõ 2. Và nếu như hai đội phải bước vào loạt pen hãy ấn 0-0. 8X Đại Lâm thì họ thi đấu là cực kỳ chắc chắn. Ở bảng B thì 8X Đại Lâm cùng bảng với cao thủ 8X Ngò Xá, 8X Quý Soccer. Ở trận đấu đầu tiên thì họ đã để thua các thủ 8X Quý Soccer với tỷ số 2-1. Nhưng trong trận chung kết ngược với 8X Ngò Xá, họ đã có một chiến thắng 2-0 với lối chơi quen thuộc của mình, phòng ngự chặt và phản công nhanh tới từ 8X Đại Lâm. Trong những phút vừa qua của trận tứ kết đầu tiên, thời lượng kiểm soát bóng thì đang là 50-50. Đang là 50-50 và chưa có bất kỳ một tình huống dứt điểm nguy hiểm nào về phía khung thành của Văn Đặng cũng như Đàm Trung. Đúng là một thế trận chắc chắn khi tiếp cận trận tứ kết này. Và với hợp hay Trương Đích, trọng tài gia đình vẫn sẽ có tình huống phạt góc dành cho cao thủ 8X Mai Động. Lối chơi của 8X Mai Đồng thì chúng ta biết rồi, đó là một lối chơi tấn công cống hiến, không có lơi. Đắc Luân, pha tranh chấp giữa Đắc Luân và Đoàn Nisu. Dương Thảo, đáng tiếc bóng đã chạm tay trong tình huống xử lý bước 1 vừa rồi của Dương Thảo. Thực sự thì trời cũng hơi tối rồi, bình luận viên có quan sát. Nếu có gì sai sót thì rất mong các quý vị khán giả hãy nhắc bình luận viên. Dương Thảo, đường chuyền của Thế Kỷ đã không tới được vị trí của Trương Đích. Vẫn là Dương Thảo, không được. Một đội thì chơi tấn công, còn một đội thì chơi phòng ngự phản công. Chúng ta hãy xem chiến thuật tấn công cống hiến hay chiến thuật phòng ngự chủ động sẽ là đội bóng giành vé đi tiếp. Chúng ta đã bước vào vòng đấu cup out
vòng đấu knockout thì thực sự hai đội phải đưa ra đó là một sự chắc chắn. Và hiện tại thì anh Tài Phương Kiên Viên dự đoán có 4 bàn thắng ở trận đấu này, chia đều cho hai đội bóng. Nusuron! Đúng là sự xuất hiện của Nusuron. Một sự bất ngờ, thực sự là bất ngờ. Tỷ số là 1-0 nghiêng về 8X Đài Lâm. Một tình huống mà Đắk Luân đã không thể theo kèm Nusuron. Một sự xuất phát đội hình là chuẩn xác. Còn đối với cao thủ 8X Đài Lâm thì khi nhận bàn thua thì họ mới bình tĩnh. Và tôi cũng đã nói nhiều rồi. Hữu Trọng không đọc áp sát nhanh nhưng đã có nôi của Hữu Trọng đối với vị trí của Đăng Khoa. Trong tình huống mở điểm của Nusuron thì Đắk Luân đã không thể theo kèm được cầu thủ này. Những tình huống che chắn, cài người cực kỳ hợp lý và xoay người dứt điểm là quá hiểm hóc. Và thủ thành Đàm Trung chỉ còn biết vào lưới nhặt bóng mà thôi. Lúc này thì bé Kỳ cũng đã phải nuôi về khá sâu để có thể hỗ trợ bóng lót dành cho Đắk Luân. Lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Trường Đích đưa bóng về. Một tình huống cắt bóng rất kịp thời tới từ vị trí có lẽ là của Tây Nguyên. Thêm một tình huống phải không nữa dành cho 8X Mai Đồng. Khi nhận bàn thua thì 8X Mai Đồng ngòi tường đẩy cao đội hình. Đánh đâu! Pha tạt cánh từ và đá phải góc tuyệt vời tới từ cầu thủ Mai Đồng. Hữu Trọng đã có được một khoảng trống để có thể tung ra pha đánh đầu. Những thủ thành Văn Đặng cũng đã chơi tập trung. Bất ngờ khi trận đấu này các cầu thủ 8X Đài Lâm là người vươn lên dẫn trước. Chắc chắn sức ép sẽ tạo ra nhiều hơn nên khung thành của Văn Đặng. Trong những phút tiếp theo, liên tiếp là những tình huống phạt góc. Đây đã là tình huống phạt góc thứ tư dành cho 8X Mai Đồng. Sút! Đó là pha ra chân tới từ Trương Ních nhưng có quá đông. Đắk Luân! Nusuron! Lần này thì Đắk Luân đã cắt bóng kịp thời. Nếu như Đăng Khoa mà rời sân có lẽ Quốc Viên sẽ được là người được lựa chọn. Thay người bên phía 8X Đài Lâm. Quốc Viên được tung vào sân thay thế cho Đăng Khoa. Không phải Đăng Khoa, chính xác Đăng Khoa. Đăng Khoa rời sân và Quốc Viên là người thay thế. Đúng như dự đoán của tôi, Quốc Viên là một trong những trung vệ cực kỳ chắc chắn của 8X Đại Lâm. Đã được tung vào sân tương đối nguy hiểm. Tình huống vuốt má ngoài chân trái từ hành lang cánh trái theo hướng tấn công của 8X Đại Lâm. Và ra chân là tới từ Văn Chính. Nhưng bóng đã đi vọt xa. Rất nguy hiểm. Bóng đã tìm tới được vị trí của Hữu Trọng. Ừ.
Anh Tài Phương Kiên Vin thì dự đoán trận đấu này sẽ có 4 bàn thắng chia đều cho hai đội bóng. Nhưng tôi dự đoán trận đấu này sẽ có 3 bàn. Còn các bạn thì sao? Hãy cùng dự đoán đi. Số 1 hiện tại đang là nhánh số 1. Nhánh số 1 đang là nhánh tốt. Khi mà lúc này Đài Lâm, đó là nhánh số 1. Nhánh số 2 là của 8X Mây Đồng. Và nhánh 0 đó là một kết quả hòa. Bóng đá chạm tay của Quốc Viên. Một tình huống đá phạt tương đối nguy hiểm. Mai Đồng họ thi đấu thì thường nổ tài. Và khi nhận bàn thua thì chắc chắn họ sẽ tăng tốc. Sẽ liên tiếp đưa ra những pha ép sân. Áp lực sẽ được tạo ra rất nhiều lên khung thành của Văn Đặc. Ba rào trong tình huống đá phạt. Đứng trong tình huống đá phạt đang là Đắc Luân và Thế Kỷ và phối hợp Trương Đức rất nguy hiểm, không có bàn thắng. Người chạm bóng cuối cùng đó là Dương Thảo. Những tình huống phối hợp đá phạt tương đối hay tới từ câu lạc bộ 8X Mai Đồng. Ở lần trận đấu vòng bảng chúng ta đã được chứng kiến rất nhiều những trận đấu hấp dẫn. Và trận tứ kết này đã có bàn thắng vươn lên từ tương đối sớm dành cho các cầu thủ 8X Đại Lâm. Lý Xu Đoàn và trả ngược của Lý Xu Đoàn dành cho Văn Chính. Ngày nay thì Văn Chính thường xuyên có những tình huống băng lên để có thể hộ công dành cho Lý Xu Đoàn. Lý Xu Đoàn ngày hôm nay là chơi cực kỳ tuyệt vời. Anh là người đã mở điểm cho 8X Đại Lâm. Và đền và thực sự để cho các đội bóng có thể chọc thủng mảnh lưới, chọc xuyên thủng hàng phòng ngự của 8X Đại Lâm là không nhiều. Hiện tại họ mới chỉ thủng có 2 bàn thôi. Trong khi đó thì cao thủ 8X Mai Đồng họ đã thủng 4 bàn. Dương Đảo, những pha xử lý rất tốt của Dương Đảo. Vẫn là một lối chơi phòng ngự thật chặt khi mà Nisu Đoàn, cầu thủ quốc tịch Nhật Bản nhưng cũng đã về thi đấu cho 8X Đại Lâm. Nisu Đoàn thời trước đó là cùng thời với cả Suzuki và Honda của Nhật Bản đã thi đấu ở giải hạng nhất Nhật Bản. Ngày hôm nay thì cũng đã có mặt để tham dự cho 8X Đại Lâm. Và đó là sự khác biệt đối với một cầu thủ Việt Kiều từ Japan quay trở lại quê hương Đại Lâm để thi đấu cho 8X Đại Lâm. Đó là Lý Xu Đoàn, người đã mở điểm cho trận tứ kết này. Đường chuyền dài vượt tuyến của Quốc Viên có lẽ là hơi khó. Dương Thảo không được, rất khó để có thể vượt qua được. Xin mời các cổ động viên ạ, xin mời các cổ động viên của 8X Đại Lâm chúng ta hãy ngồi ra ngoài một chút ạ. Thời gian thi đấu vẫn còn rất nhiều, các anh em cứ bình tĩnh thôi. Và cắt bóng tốt tới từ của Nghiêm Chiến. Quốc Viên là người đánh đầu phá bóng. Đăng Khoa, không phải, đó là Văn Chính. Nisudan đang chơi khá giống với Văn Sĩ. Văn Sĩ của đội tuyển quốc gia Việt Nam ở những năm đầu 2000. Có một vài cổ động viên thì cho rằng lối chơi của Nisudan thì khá giống với Văn Toàn của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Nhưng Văn Toàn là thế hệ 9X. Thế hạ 9X rồi.
cái dáng dấp của Nitsu Đoàn thì tôi thấy khá giống với Nguyễn Hồng Sơn. Nguyễn Hồng Sơn, tuyển thủ danh thủ quốc gia Việt Nam. Đó là những ngôi sao của thế hệ 8X chúng tôi được xem các anh thi đấu. Nguyễn Hồng Sơn thì cũng sinh năm 70, 71 gì đó. Trường Đích, và đột phá của Trường Đích không được. Văn Chính hơi có cho Nitsu Đoàn, một đường truyền mà Đắc Luân đã bắt tay rất nguy hiểm. Tốc độ bằng da rất nhanh của Đàm Trung, để cho Nitsu Đoàn cũng không thể có được pha dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Thay người bên phía cao thủ 8X Đài Lâm, Tiến Việt rời sân và Trọng Thủy là người được tung vào sân. Đức Thủy có lẽ là cầu thủ sinh năm 1989. Ở lượt trận đấu cuối cùng ở bảng C, cầu thủ 89 Từ Sơn cũng đã có được một chiến thắng tuyệt vời. Tuyệt vời để có thể giành tấm vé đi tiếp trước cầu thủ 8X Bình Dương. Thay người bên phía 8X Mai Độc, Trương Truyền là người tung vào sân. Và người ra sân đó là tiền đạo Hữu Trọng. Dương Thảo, ngày hôm nay các cầu thủ 8X Mai Đồng đang kiểm soát rất tốt những tình huống tấn công lên bóng của cầu thủ 8X Mai Đồng. Khi mà 8X Đài Lâm ở trong trận đấu này, họ đã xem đi xem lại rất nhiều băng ghi hình. Họ biết được điểm mạnh của 8X Mai Đồng, đó là những ai? Đó là Dương Thảo, đó là Thế Kỷ, đó là Trương Đích. Và ngày hôm nay thì họ đang tạo ra một thế trận phòng ngự tương đối chắc chắn, khiến cho những mũi nhọn hàng công đến ngay như Hữu Trọng cũng đã không thể làm gì được và đã phải thay ra. Và Trương Truyền là một sự lựa chọn, một sự lựa chọn thay thế có thể tạo ra sự khác biệt không? Xin mời toàn thể quý vị khán giả chúng ta tiếp tục đón xem trận đấu này, trận đấu chung kết, trận đấu tứ kết đầu tiên, cũng là chung kết của mỗi đội bóng thôi, khi trận đấu này là vòng đấu knockout rồi, không có một sai lầm nào có thể sửa chữa, có thể làm lại. Nếu như để thua thì họ sẽ là người phải nói lời chia tay ở mùa giải năm nay. Dù rằng họ là 8 trên 12 đội bóng đã xuất sắc hơn để bước vào vòng đấu tứ kết, nhưng đã đi đến vòng tứ kết thì bất kỳ đội bóng nào cũng muốn đi xa hơn, đi xa hơn và tiến sâu hơn. Tình huống chạm bóng đầu tiên của Đức Thủy rất nguy hiểm, và lùi về tuyệt vời. Một tình huống lùi về quá nhanh của Văn Chính, và Trương Đích đã không thể có được pha dứt điểm. Đưa bóng vào, đó là tình huống đưa bóng vào của Nghiêm Chiến. Và rõ ràng thì trong những phút vừa qua thì các cầu thủ 8X Đài Lâm đang bị cuốn dần vào lối chơi tốc độ, lối chơi tấn công man nhãn của 8X Mai Động. 8X Đài Lâm họ đang theo người rất sát, nhưng đang dần bị cuốn vào lối chơi của 8X Mai Động. Đúng là khi mà 8X Mai Động ngon bị thủng lưới một bàn trước, sức tấn công của đó là những vũ bao, những cơn sóng cực lớn áp sát về khung thành của Văn Đặng. Nitsu Đoàn rất nguy hiểm. Như vậy từ đầu trận tới giờ thì Nitsu Đoàn đã tung ra được tổng cộng 3 tình huống dứt điểm về phía khung thành của Đàm Trung, và vừa rồi là một tình huống phản công thực sự là nguy hiểm đối với số 8 Nitsu Đoàn của 8X Đài Lâm, người đã mở điểm trong trận tứ kết đầu tiên dành cho 8X Đài Lâm. Pha làm thơ của Trường Đích, Dương Thảo, cơ cơ bê, và dứt điểm tuyệt vời của Dương Thảo. Bóng đã bật ra trong một nhịp xử lý đầu tiên của Văn Đằng, và người đã có một tình huống băng vào đệm bóng tiếp theo đó là Trường Truyền.
Nhưng pha đệm bóng của Trường Chuẩn, bóng lại đi chạm ra và bật ra. Chưa có bàn thắng Quân Bình dành cho 8X Mai Đồng. Đúng là những sức ép mà 8X Mai Đồng họ tạo ra. Đó là những pha tấn công rất đẹp. Thế Kỷ không được, đường chuyền của Thế Kỷ đã không thể tới được vị trí của Trường Chuẩn. Trong tình huống chạm bóng đầu, chạm bóng đây nhạy cảm thì Trường Chuẩn lại đưa bóng đi chạm xa. Một sự căng thẳng rất cao. Thay người bên phía cao thủ 8X Mại Đại Lâm, Văn Chính rời sân. Và số 95 đó là Trần Đông, người sẽ là người được thay thế vị trí của Văn Chính. Văn Chính rời sân. Được ghi nhận bàn thua thì thời lượng kiểm soát bóng đang thuộc về khá nhiều, rơi vào khoảng 60% và 40% rất nguy hiểm. Dương Đạo Côi cầu vô. Đó là Trương Đích nhưng thủ thành Văn Đằng đang hóa thánh trong cung gỗ của 8X Đại Lâm. Liên tiếp là những tình huống cản phá xuất sắc của thủ thành Văn Đằng. Văn Đằng bắt quá hay ở trong trận tứ kết này. Họ đang dần có được sự may mắn nữa. Đó là Sa Ngang đã đồng hành cùng với Văn Đặng. Văn Đặng đâu đó là người anh trai của Đặng Văn Lâm. Bắt quá hay luôn ở trong trận đấu này. Nisudo! Và tranh chấp giữa Nisudo Đoàn cùng với Đắc Luân, nhưng lần này thì Đắc Luân là người đã chiến thắng. Vâng, xin cảm ơn các anh Tô Minh Hằng, xin cảm ơn anh Nhung Phương, xin cảm ơn toàn thể các anh luôn đồng hành và luôn theo dõi fanpage của đội viên Nguyễn Anh Hùng. Chúc các anh có một ngày xem bóng đá thật vui, thật hấp dẫn, hồi hộp và kịch tính. Đúng lúc này thì anh trọng tài hiệp đầu hòa cũng đã nổi còi kết thúc hiệp thi đấu đầu tiên. Lợi thế 1-0 với pha lập công duy nhất của tiền đạo đến từ Nhật Bản Nisuan dành cho các thủ Đại Lâm. Xin mời toàn thể quý vị khán giả chúng ta tạm nghỉ phút trước khi đến với hiệp thi đấu thứ hai của trận tứ kết 1. Yeah.
Bây giờ hiệp 1 có 1 bàn rồi. Hiệp 2 sẽ có bao nhiêu bàn? Đề nghị tất cả cổ động viên của Đại Lâm và Mai Đồng là anh em ngồi vào hàng bê tông nhé. Thứ nhất là để tiện cho công tác của trọng tài. Thứ hai là ảnh hưởng đến cầu thủ di chuyển ở đường biên. Thứ ba là ảnh hưởng đến quay phát. Đề nghị tất cả hai đội cổ động viên hỗ trợ đồng hành cùng với lại ban tổ chức, truyền thông và trọng tài. Cảm ơn. Vâng, rất ngắn gọn. Và chúng ta cùng quay trở lại trận tứ kết giữa cao thủ 8x Đại Lâm và 8x Mai Đồng.
Kết thúc hiệp 1 thì 8x Đại Lâm họ đã có bàn thắng vươn lên giành với pha lập công là của Lít Xu Đoan. Và hiện tại trong hiệp 2 thì Vĩnh Vũ là người thay thế Lít Xu Đoan. Còn bên phía 8x Đại Lâm, người được lựa chọn thay thế Đắc Luân đó là Nghiêm Đoàn. Khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Trong hiệp 1 thì không phải là một hiệp thi đấu may mắn dành cho 8x Mai Động, khi cả Trương Truyền đã đưa bóng chạm xà và đi ra ngoài. Khi đó Dương Thảo cũng đã gây ra rất nhiều những sự khó chịu trước hàng phòng ngự của 8x Đại Lâm. Cố không được, đó không phải là cú sút mà đó là tình huống trả ngược của Trương Truyền dành cho Trương Đích. Vẫn là những tình huống tấn công thuộc về các đội 8x Mai Động. Sút và ra trận rất tốt tới từ Nghiêm Chiến, bóng đã đi vào xa. Trường Đích và Quốc Viên rất khỏe và xử lý rất tốt tới từ Trường Đích. Liên tiếp là những sức ép đang được tạo ra. Dương Thảo lại là Quốc Viên và đánh đầu phá bóng tốt. Lúc này thì các cầu thủ 8x Đại Lâm họ đã phải dồn cả phần sân nhà về phần sân nhà để hỗ trợ phòng ngự. Rất nguy hiểm, cơ không về. Văn Đăng em này đang đúng là người anh trai của Lâm Tây, Đặng Văn Đâm. Em này đang thi đấu tuyệt vời. Trường Chuyển, bóng đá chạm tay Trường Chuyển, ơi đáng tiếc. Trận đấu đang được chúng tôi tường thuật trực tiếp từ sân Yên Hòa trên fanpage người chuyển đổi bóng đá phong trào. Biên tập viên Nguyễn Anh Hùng, nơi lưu giữ chia sẻ kết nối môn thể thao vua. Rất mong toàn thể quý vị khán giả đang có mặt trực tiếp trên sân hãy cùng tiếp tục chia sẻ cho chúng tôi. Một đường treo bóng, lại là một tình huống treo bóng hơi sâu. Quốc Viên vẫn là một trong những trung vệ cực kỳ chắc chắn của cao thủ 8x Đại Lâm. Nghiêm Đoàn, Nghiêm Chiến áp sát rất tốt. Bóng quay trở lại quyền kiểm soát, rất nguy hiểm. Và chuyển bóng không rất quyết. Và chút nữa thôi Vinh Vũ đã có một tình huống cắt bóng tốt để tạo ra một cơ hội nguy hiểm. Trường Chuẩn cũng là chơi với một đội hình rất thấp, với một cự ly đội hình và khoảng cách ở sân thi đấu 7 người với cầu thủ 8x Đại Lâm. Họ đang có những tình huống phòng ngự chắc chắn, đã ngăn chặn khá tốt những mũi tấn công của cầu thủ 8x Mai Động. Đó là Trương Truyền, đó là Trương Đích và cả Thế Kỷ nữa. Trương Đích và phối hợp không thành công giữa Trương Đích và Dương Thảo. Đá biên lên dành cho 8x Đại Lâm. Vĩnh Vũ và phối hợp giữa Vĩnh Vũ và Trần Tây. Mai Động đang ép sân và chuyển bóng lên, cơ hội phản công, cơ hội không được, cơ hội không rút. Một tình huống mà Đức Thủy cũng đã hơi chần chừ không tung ra bàn dứt điểm. Có lẽ Đức Thủy muốn phối hợp với Vĩnh Vũ. Phòng ngự chặt, phản công nhanh. Một lối chơi sẽ khiến cho
cao thủ Mai Động họ phải thực sự là quan tâm. Nếu như họ đẩy cao đội hình thì đồng nghĩa rất nguy hiểm. Bóng chạm ra và bật ra và ra chân từ xa tuyệt vời của Tây Nguyên. Bóng chạm ra và bật ra, một cự ly sút cực xa. Bóng hướng về góc chữ A ở cột xa. Thế kỷ sút ra không vào. Kèo trái của Thế Kỷ tuyệt vời, nhưng thủ thành Văn Đẳng đang khiến cho những chân sút của 8X Mai Hồng cảm thấy nản lòng ở trong trận đấu này. Văn Đẳng có những pha cản phá không khác gì là những tình huống ghi bàn. Tình huống cản phá của Văn Đẳng không khác gì như Nít Xu Đoàn đã ghi bàn mở điểm cho 8X Đại Lâm. Trận đấu tứ kết hai sẽ là cuộc đối đầu giữa 8X Quý Soccer và 8X Đồng Kỵ. Đó cũng là một trong những trận đấu tâm điểm trong ngày thi đấu hôm nay. Bốn trận đấu tứ kết đều là những trận cặp đôi hấp dẫn, những cặp đấu cực kỳ căng thẳng và có nhiều duyên nợ. Dương Thảo không được. Một pha dọc khe vào giữa trung lộ, nhưng có quá nhiều các cầu thủ 8X Đại Lâm họ dồn về phần sân nhà. Tranh chấp rất quyết liệt. Như vậy sẽ có tình huống đá biên dành cho cầu thủ 8X Đại Lâm. Ở cặp tứ kết 3 sẽ là cuộc đối đầu giữa cao thủ 8X Bình Dương và 8X Hotspot. Và cặp đấu thứ tư đó là 89 Từ Sơn. Và phá bóng một thay người bên phía 8X Mai Đồng. Mai Đồng thay người. Trương Oanh được tung vào sân thay thế cho Trương Chuyện. Liên tiếp là những sự thay đổi người bên phía 8X Mai Động. Ở trận đấu này chúng tôi sử dụng công nghệ quay hai máy quay cực kỳ rõ nét và đẩy bóng tốt của Đàm Trung. Ở cặp đấu tứ kết thứ tư đó là cuộc đối đầu giữa 89 Từ Sơn và các thủ UMB. UMB của ông bầu Đông Duy Nhất và vừa không thành công, vẫn là cái thủ 88X Đại Lâm. Sút không được và dứt điểm của Tây Nguyên. Bóng đã tìm thẳng vào vị trí của Đàm Trung. Bất ngờ thì trong khoảng 2 phút trở lại đây thì cầu thủ 8X Đại Lâm họ là người đang tăng tốc. Một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Vĩnh Vũ. Thời gian của trận tứ kết thì vẫn còn rất nhiều, nhưng trong trận đấu này thì các cầu thủ 8X Mai Đồng họ đang không gặp được những may mắn. Những pha dứt điểm của họ phần lớn tìm về vị trí rất nguy hiểm và bàn thắng quân bình. Quá nhanh một tình huống bóng cắt mặt quá khó với Văn Đẳng làm bất ngờ hoàn toàn hàng thủ. Chúng ta hãy cùng xem ai là người ghi bàn. Đó là Dương Thảo. Tỷ số đã được quân bình. Hai đội sẽ phải làm lại từ đầu. Trận tứ kết quay trở lại vạch xuất phát. Những sự thay đổi người, những sức ép mà 8X Mai Đồng tạo ra đã cụ thể được bằng một bàn thắng quân bình. Ở trong một tình huống bóng cố định, Dương Thảo đã có tình huống chạy cắt mặt cực khó chịu và thủ thành Văn Đặng lần đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng. Tỷ số là quân bình 1-1.
ở giải đấu của chúng ta, đó là giải đấu kết nối những thế hệ một thời vang bóng một thời của thế hệ 198X. Giờ đây thì 198X thường là những người đội trưởng, thường là những thủ môn của những đội bóng ở nơi mình sinh sống. Và hiện tại ở giải đấu này, đó là sự kết nối từ thành phố Từ Sơn, từ Yên Phong, từ Hiệp Hòa Bắc Giang và cả Đông Anh của Hà Nội. Đó là tất cả đều là những đội bóng 8X đã vang bóng một thời. Họ đã được kết nối và cùng tận hưởng đam mê ở giải 8X Hotspot do anh chủ tịch Hotspot anh Hương Hữu. Rất nguy hiểm. Câu khơ bầu. Và đánh đầu cuối cùng đó là vị trí của Trần Đông. Trường Đích. Và mở cánh rất toang. Đó là pha đi bóng của Trường Oanh. Liên tiếp là những tình huống phạt góc dành cho 8X Bài Động. Sút. Đại Lâm thay người. Nitsuran được tung vào sân và Trần Đông là người rời sân. Đăng Khoa. Đăng Khoa cũng được tung vào sân. Đăng Khoa tay cho ai đây? Có lẽ đây cho Vinh Vũ. Nitsuran được tung vào sân đây cho Vinh Vũ. Quá bất ngờ. Bàn thắng thứ 6 của Trường Đích. Bàn thắng thứ 6 của Trường Đích. Và đó là mà lội ngược dòng. Tỷ số là 2-1 rất nhanh dành cho 8X Mai Động. Đúng là sự nguy hiểm của những ngôi sao như Trương Đích. Và ra chân trái tuyệt vời. Một lần nữa, lần thứ hai thì cầu thủ thủ thành Văn Đặng phải vào lưới nhặt bóng. Rất đáng tiếc dành cho 8X Đại Lâm vì họ đã bị cuốn vào lối chơi tốc độ của các cầu thủ 8X Mai Động. Trong hiệp 2 thì cao thủ 8X Mai Động đã có liên tiếp 3 bàn thắng để tạm thời vươn lên dẫn trước 2-1 trước 8X Đại Lâm. Sút. Lại là một pha ra chân nữa tới từ Dương Thảo. Nghiêm Chiến. Đường chuyền tốt của Nghiêm Chiến. Trương Đích. Cắt bóng tốt của Quốc Viên. Có phản công. Đúng là khi mà Nitsuran rời sân thì sức ép trên hàng công không có nhiều dành cho 8X Đại Lâm. Họ đã co cụm về phần sân nhà để phòng ngự những đòn lên bóng, những pha tấn công mãnh liệt tới từ cầu thủ 8X Bài Động. Và họ đã liên tiếp bị thủng 2 bàn chỉ trong khoảng 3 phút thôi. Đúng là rất khó hiểu. Bóng đá là như vậy. Quốc Viên. Như vậy bóng đã chạm tay Quốc Viên. Mai Động vẫn đang rất mạnh. Đúng là khi Nhật Bản thua, sức ép mà họ tạo ra, áp lực cực lớn. Khung thành của Văn Đặng luôn đứng trước những tình huống báo động, những cơn sóng dữ luôn ập tới khung thành. Và vừa rồi thì hai cơn sóng quá lớn, hai cơn sóng thần đã nhấn chìm, nhấn chìm khung thành của Văn Đặng. Và tạm thời người phải bám đuổi hiện tại đó là cầu thủ 8X Đại Lâm. Thì họ đã dẫn trước trong phần lớn của hiệp thi đấu. Hiệp 1 họ đã dẫn trước. Bàn thắng Quân Bình 1-1 được ghi ở phút thứ 38 của trận thi đấu. Họ đã dẫn trước đâu đó khoảng 27 phút. Đúng là khi mà có được bàn Quân Bình thì lợi thế mà 8X Mai Động họ tạo ra đó là sự hưng phấn.
rất căng thẳng. Nguy hiểm. Một tình huống vào bóng tương đối nguy hiểm. Một tình huống mà Trương Đích đã bị phạm lỗi. Thay người bên phía 8X Đại Lâm. Thay người bên phía 8X Đại Lâm. Đức Thủy rời sân và người quay trở lại sân đó là Tiến Việt. Trương Đức thì đang làm sân. Trương Đức đã có được 6 bàn thắng ở trong mùa giải năm nay. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 dành cho cao thủ 8X Mai Động. Đó là phẩm chất tuyệt vời tới từ ngôi sao sát thủ của 8X Mai Động, Trương Đích. Như vậy là hai anh trọng tài sẽ tham khảo công nghệ VAR. Xin chào anh Lê Quốc Phương. Đội bóng mà giành chiến thắng ở trong trận đấu này thì họ sẽ gặp đội bóng chiến thắng ở trận tứ kết 3. Đó là cặp đấu của 8X Bình Dương và 89 Từ Sơn. Sự đấu 8X Bình Dương và 8X Hard Sport. Và thay người, một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Đội trưởng Trương Đích rời sân và Đàm Ất là người được tung vào sân. Một sự thay đổi người bất đắc dĩ. Trương Đích đã không thể tiếp tục thi đấu. Và Đàm Ất là người sẽ thay thế vị trí của Trương Đích. Những sự thay đổi người đã mang lại hiệu quả. Đã mang lại cho cao thủ 8X Mai Đồng hai bàn thắng chỉ trong khoảng 3 phút để tạm thời vươn lên dẫn trước cao thủ 8X Đại Lâm với tỷ số là 2-1. Và ngay sau trận đấu này chúng ta sẽ đến với trận tứ kết 2. Cuộc đối đầu của đội bóng nhì bảng B, nhì bảng A, 8X Đồng Kỵ và đội bóng nhất bảng B, 8X Quý Soccer. Đó cũng là một trận đấu cực kỳ hấp dẫn. Ở trận đấu này đã có một màn lùa ngược dòng diễn ra tính tới thời điểm hiện tại. Và đây, cầu thủ 8X Mai Đồng đang được hưởng một tình huống đá phạt khá nguy hiểm. Hành lang cánh phải theo hướng tấn công của 8X Mai Đồng. Rất nguy hiểm. Sút. Trương Hoành. Tám X Mai Đồng đang được đánh giá rất cao. Đúng là bước vào trận đấu này thì độ mạc cao đưa ra là Tám X Mai Đồng chấp hòa cao thủ 8X Đại Lâm. Tưởng chừng là Đại Lâm họ sẽ có được chiến thắng thì họ đã có được bàn thắng vươn lên và họ đã chơi một lối chơi phòng ngự chặt phản công nhanh. Nhưng khi mà Nitsudoan rời sân thì Vinh Vũ ở phía trên cũng đã không tạo ra được những áp lực đủ lớn. Thế kỷ. Kèo trái của Thế Kỷ. Cầu thủ thường xuyên tung ra những pha dứt điểm rất căng bằng chân trái. Thế Kỷ sinh năm 1988. Những pha đi bóng như rồng cuốn và dứt điểm tuyệt vời. Đối thủ Thế Kỷ. Trong đội hình của 8X Mai Đồng họ sở hữu khá nhiều những chân sút có kèo trái hay. Cả Trương Đích, khả năng dứt điểm bằng chân trái của Trương Đích cũng là tuyệt vời. Bàn thắng thứ hai của thủ 8X Mai Đồng đó là pha ra chân bằng chân trái cực mạnh và hiểm hóc của số 7, Trương Đích. Nghiêm Chiến. Đường chuyền nối của Nghiêm Chiến. Tiến Việt. Quốc Viên.
Pha treo bóng của Quốc Viên không có gì nguy hiểm. Còn nay Quốc Viên muốn thực hiện một tình huống sút xa, nhưng quá khó ở khoảng cách từ khu vực giữa sân. Đàm Trung cũng không phải là một thủ thành có thể dễ dàng bị đánh bại. Thế Kỳ rất dẻo. Đường chuyển của Thế Kỳ không kịp. Đã mất, đã không thể theo kịp đường chuyền của Thế Kỷ. Và kéo người. Rõ ràng thì cầu thủ Đại Lâm mà chúng ta đang được chứng kiến, đó là quyết tâm cực cao của Đại Lâm ở trong trận đấu này. Đại Lâm họ đang bị dẫn bàn, và do đây thì họ đã đẩy cao đội hình một chút, đang tạo ra được những tình huống áp sát, những tình huống tấn công nguy hiểm. Đứng trước tình huống đá phạt đang là Quốc Viên. Quốc Viên cơ bóng lơ dần, tiếp tục rất nguy hiểm. Nghiêm Chiến tốc độ trận đấu đang được đẩy lên rất cao, đưa bóng vào. Hai đội đang miếng trả miếng, đang chơi đôi công. Đúng là khi mà Đại Lâm bị thua thì họ đang quyết tâm dồn lên phần sân đối phương, quyết tâm dồn lên phần sân đối phương để tìm kiếm bàn quân bình. Mỗi đội bóng chúng ta sẽ có một quyền khiếu nại va rồi, dù đúng dù sai chúng ta tiết kiệm và thực sự là cần thiết thì chúng ta mới khiếu lại VAR. Hiện tại thì loa ngoài chúng tôi đang không thể có được âm thanh ở trên sân, chúng tôi đang phải bình luận loa ngoài, đang bình luận loa trong của trên fanpage thôi. Và chéo bóng của Nghiêm Chiến. Nghiêm Chiến, nền tảng thể lực của cầu thủ 8X Mai Đồng vẫn rất tốt. Thế Kỷ, Nghiêm Chiến và Dương Thảo vẫn đang thi đấu cực nhiệt trên sân. Đó là đường chuyền của Đăng Khoa. Quốc Viên, hơi khó cho Quốc Viên rồi. Một tình huống đá biên dành cho cầu thủ 8X Đại Lâm. Chân trái, đường chuyền này, Quốc Viên. Quốc Viên làm gì đây? Quốc Viên đã vượt qua được sự truy cản của Nghiêm Chiến và ngay lập tức một chiếc thẻ vàng được rút ra dành cho Nghiêm Chiến. Đá phạt dành cho cầu thủ 8X Đại Lâm. Quốc Viên đang là người đứng trước tình huống đá phạt. Cơ hội phản công rất nguy hiểm. Nghiêm Chiến, Dương Đạo cơ bầu. Thời gian thì đang dần trôi đi, khoảng cách chỉ là một bàn thôi. Chúng ta đang được thấy quyết tâm của cao thủ 8X Đại Lâm. Họ đang đẩy cao đội hình, đang gia tăng sức ép. Ngay như Quốc Viên cũng đã băng lên để tham gia tấn công. Và treo bóng, người chạm đầu cuối cùng đó là vị trí của Tiến Việt. Thay người bên phía 8X Mai Động, Trương Anh, Đàm Ất là hai người rời sân.
và Trương Đích Hữu Trọng quay trở lại sân. 8X Đại Lâm cũng có sự thay đổi người. Văn Chính vào sân và Quốc Viên rời sân. Thế Kỷ. Và phút 55 rồi, mỗi đội chúng ta sẽ có 3 quyền thay đổi người nữa. Đội bóng hãy nhớ là chúng ta chỉ còn 3 quyền thay đổi người nữa thôi. Rất nguy hiểm. Đừng đá co lôi. Trọng tài Đức Huấn đã cắt còi. Đăng Khoa. Đang vấn đề bây giờ đang làm trận 1 thì có nhá. Đăng Khoa. Bóng vẫn còn Nisudan. Nisudan. Đã có tình huống kéo người của Nisudan rồi. Nisudan đã kéo nghiêm chiến. Đúng là cao thủ 8X Đại Lâm sau khi họ có được bàn thắng, họ cũng đã đưa vào những cầu thủ chất lượng để hỗ trợ bọc nó tốt cho hàng phòng ngự, để tăng cường hàng phòng ngự. Nhưng ở phía trên thì họ đã không tạo ra được nhiều sức ép, nên những đợt phản công họ không cho thấy được sự sắc bén, sự sắc lẹm. Và nền tảng thể lực của 8X Đại Lâm so với 8X Mai Động là có phần thua kém một chút. Cơ bê! Và xử lý bước 1 là hơi khó, với một đường truyền nó hơi mạnh của Trần Tây dành cho Lít Xu Đoan. Có lẽ một tình huống mà Trần Tây muốn thử tài của Lít Xu Đoan. Nỗi rồi. Tình huống nỗi của số 17 Nghiêm Đoàn. Một tình huống đá bạt dành cho 8X Đại Lâm. Văn Chiến, Văn Chính người sẽ đứng trước tình huống đá bàn này. Ở phía bên ngoài thì Tiến Việt cũng có thể băng vào dứt điểm. Cầu thủ 8X Đại Lâm mò đá dồn lên vào sân của đối phương. Pha xuất phát. Đàm Trung đá đẩy bóng an toàn. Những phút cuối của trận đấu này, trận đấu tứ kết 1 đang rất đáng xem. Những nỗ lực của cao thủ 8X Đại Lâm liệu rằng có mang lại thành quả hay không? Nếu như có kết quả hòa thì hai đội chúng ta sẽ bước vào loạt đấu súng, loạt luân lưu cân não. Cao thủ 8X Đại Lâm họ đã bị thủng 2 bàn chỉ trong vòng 3 phút. Đó là một sự tương đối bất ngờ. Khi mà hệ thống phòng ngự của họ đã có những chạch choạc và không thể ngăn cản được những mũi tấn công nguy hiểm của cao thủ. Bóng chạm tay của Nghiêm Chiến. Họ đã không thể ngăn cản được những mũi tiến công của cao thủ 8X Mai Động. 2 bàn thắng chỉ trong vòng 3 phút. Tưởng chừng sẽ là một trận đấu mà họ chơi phòng ngự chủ động và phản công nguy hiểm. Nhưng giờ đây họ đã phải dồn lên để tìm kiếm bàn quân bình. Một màn lội ngược dòng đã diễn ra tính tới thời điểm hiện tại của trận đấu. Và chúng ta đang mong muốn có một màn rớt đuổi tỷ số hấp dẫn diễn ra hơn là một màn lội ngược dòng đối với các cổ động viên của 8X Đại Lâm. Nisudan hơi khó cho Nisudan. Còn Nisudan cũng đã giảm đi thể lực khá nhiều rồi. 4 phút bù giờ cho trận tứ kết giữa cao thủ 8X Đại Lâm và 8X Mai Động. Vân Đặng ngày hôm nay đã thi đấu quá xuất sắc trong cùng cô, nhưng chỉ trong 2 tình huống thôi thì Vân Đặng
đã không thể làm gì hơn. Và quả người rất hay của Tiến Tuyệt đưa bóng vào. Quá nhiều các cầu thủ Mai Đồng ở phía trong. Và đó là tình huống mà Hữu Trọng cũng đã lui về để cất bóng kịp thời. Và đi bóng rất hay của Tiến Việt. Chỉ còn 4 phút bù giờ thôi. Một khoảng thời gian không phải là ngắn và cũng không phải là dài. Dương Thảo rất nguy hiểm, cơ bơ. Và mới là bờ ba. Dương Thảo, Trương Anh, Dương Thảo, Trương Anh. Và người dứt điểm cuối cùng đó là Hữu Trọng. Bóng đã chạm mép cột dọc và đi ra ngoài. Rất dẻo. Bóng đi người ở lại và đi bóng của Trần Tây. Và va chạm với Nghiêm Chiến. Trong nỗ lực truy cản vừa rồi thì Nghiêm Chiến đang nằm sân. Thay người Đức Thủy được tung vào sân thay thế cho Đặng Lâm. Văn Đặng. Như vậy là Văn Chính sẽ quay về khung gỗ. Quay về khung gỗ thì tương đương với cầu thủ Đại Lâm. Họ đã sử dụng hai quyền thay đổi người rồi. Còn bên phía 8X Mai Đồng cũng thay người. Nghiêm Chiến rời sân và Đà Mất là người được tung vào sân. Nghiêm Chiến đang tỏ ra khá đau. Khoảng cách chỉ một bàn thôi. Thời gian 4 phút không phải là ngắn và cũng không phải là dài. Ngắn là với đội bóng đang dẫn trước. Ngắn với đội bóng đang bị thua, đang phải bám đuổi. Còn dài đối với đội bóng đang dẫn trước. Họ đang rất muốn tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên. Một khoảng thời gian cả ngắn cả dài đối với cả hai đội bóng. Đối với 8X Đại Lâm, 4 phút là khoảng thời gian ngắn. Còn đối với 8X Mai Đồng, 4 phút là khoảng thời gian dài. Chơi power play. Power play tới từ cao thủ 8X Đại Lâm. Đây là thủ thành Văn Chính. Đường chuyền tốc của Chính Cơ. Không được dứt điểm. Không thể dứt điểm. Và tình huống vừa rồi thì Nít Sư Đoàn đã không thể chạm bóng. Số 89 đưa bóng vào đó là Đức Thủy. Đức Thủy đã đưa bóng vào nhưng không thể tới được vị trí của Nít Sư Đoàn. Các cầu thủ 8X Đại Lâm mở đang chơi power play. Ở giải đấu của chúng ta đã có những trận đấu, những bàn thắng được ghi ở những phút bù giờ cuối cùng. Còn là trận đấu tứ kết 1 này thì sao? Hãy chờ xem những phút thi đấu cuối cùng của trận tứ kết 1. Đường chuyền, Văn Cường đưa bóng vào. Không có gì nguy hiểm, vẫn có phải không? Vẫn có phải không dành cho cầu thủ 8X Đại Lâm. Và trong nỗ lực vừa rồi thì một cầu thủ Đại Lâm đang nằm sân. Đang nằm sân đó là Nít Sư Đoàn. Nít Sư Đoàn đã đứng dậy và tiếp tục thi đấu rồi. Những giây cuối cùng, những phút thi đấu cuối cùng cực kỳ căng thẳng. Chéo bóng. Đó là tình huống phá bóng của Thế Kỷ. Power play. Rất nhiều bàn thắng đã được ghi ở những giây bù giờ cuối cùng. Còn trận đấu này thì sao? Trận giờ vậy. Lại một lần nữa. Power play. Quá khủng khiếp. Và tham khảo công nghệ VAR rất căng thẳng. Rất nhiều những trận đấu chúng ta đã phải chứng kiến những giây bù giờ cuối cùng kịch tính công liệt như thế nào. Và trận tứ kết 1 này nếu như có bàn thắng dành cho 8X Đại Lâm thì đó là điều tuyệt vời. Quá khủng khiếp. Bình luận viên dự đoán trận đấu nào cũng vậy. Chỉ có khoảng 3 bàn thắng. Trận đấu này tôi đưa ra đồ là 3,25. Nếu như có bàn thắng cuối cùng dành cho 8X Đại Lâm thì dự đoán của anh Tài Quân Ken Vinh là chuẩn xác. Chúng ta hãy cùng chờ xem quyết định cuối cùng.
Quay, quay. Thật sự là tuyệt vời. Có nhiều cảm xúc ở một giải đấu kết nối dành cho 198X. Bóng chạm tay. Đáng tiếc không có bàn thắng dành cho 8X Đại Lâm. Các cổ động viên của 8X Đại Lâm đã mừng hụt rồi. Rất đáng tiếc. Rất đáng tiếc là bóng đã chạm tay. Thực sự là đáng tiếc với pha lập công vừa rồi. Các cổ động viên của 8X Đại Lâm cũng đã ăn mừng rồi, đã nhảy vào sân ăn mừng rồi. Thật sự là đáng tiếc. Nhưng thời gian thì vẫn còn. Con thỏ là còn gỡ. Con thỏ là còn gỡ. Còn thời gian là sẽ còn bàn thắng. Cố gắng lên những chàng trai của 8X Mai Đồng và 8X Đại Lâm. Đúng lúc này thấy trọng tài hiệp đầu hai đã nổi cuộc kết thúc trận chiến giữa cao thủ 8X Mai Đồng và 8X Đại Lâm. Chiến thắng chung cuộc 2-1 đã thuộc về cao thủ 8X Mai Đồng. Và ngay sau đây chúng ta sẽ đến với trận đấu tứ kết này giữa cao thủ 8X Quý Gia Cơ và cao thủ 8X Đồng Kỵ.